quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh. Cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh. Cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh, tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh. Cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh, tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh, cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh. Cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh, tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh. Cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh, tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh. Cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh, tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh. Cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh, tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh. Cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh, tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh, cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh. Cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh. Cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh, tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh. Cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh, tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh, cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh. Cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh, tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh, cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh, tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh. Cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sưởi nhiệt độ, hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh. Cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh, tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh. Cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh, tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh, cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sưởi nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh. Cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh. Cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh, tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh, cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh, cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh. Cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh, tùy từng tình huống.
quá quan tâm tới yếu tố nhiệt độ. Nếu tại miền Bắc thì những tỉnh lân cận, khi lân cận có khí hậu lạnh thì phải quan tâm tới việc dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước cùng với cách sử dụng cây sửa nhiệt độ hồ cá cho thích hợp, ánh sáng thích hợp để nuôi cá cảnh, cần đặt hồ cá tại vị trí thoáng mát tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu để hồ cá ở nơi tối tăm không thoáng mát thì khí hậu sẽ khiến cá phát bệnh, tùy từng tình huống.